Các Phật tử vòng về phía bên phải biển hương thủy bảo trang nghiêm đó, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo Tụ. Trong biển đó có thế giới tên là Pháp Giới Hạnh, dùng tất cả Bồ Tát địa Pháp phương tiện âm thanh làm thẻ. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vòng về phía bên phải biển hương thủy bảo trang nghiêm, lại có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo Tụ. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Pháp Giới Hạnh, dùng tất cả bồ tát địa pháp phương tiện âm thanh làm thể tánh trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là tịnh quang chiếu diệu hình trạng như châu bóng nương biển châu anh lạc tất cả báu sắc mà trụ có mây bồ tát châu kế quang minh mà nì che phủ phía trên có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật bao bọc chung quanh thuần nhất thanh tịnh nữ phật ở thế giới đó hiệu là tối thắng công đức quang phía trên thế giới trùng pháp giới hạnh có 20 tầng thế giới, trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là tịnh quang chiếu diệu, hình trạng như châu bóng nương biển châu anh làm tất cả báu sắc mà trụ. Có mây bồ tát châu kế quang minh, che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là tối thắng công đức quang, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Cái, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Tự Tại Hoại. Phía trên thế giới tịnh quang phổ chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Cái, thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Hoại đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiệm Sư Tử Tòa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Long Uyên. Phía trên thế giới diệu cái, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Long Uyên, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Xuất Hiện Kim Cang Tòa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thăng Sư Tử Tòa Liên Hoa Đài phía trên thế giới bảo trang nghiêm sư tử tòa trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật có thế giới tên là xuất hiện kim cang tòa thế giới đó có vị phật hiệu là thăng sư tử liên hoa đài đang giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật có thế giới tên là liên hoa thắng âm đức phật ở thế giới đó hiệu là trí quang phổ khai ngộ phía trên thế giới xuất hiện kim cang tòa trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Liên Hoa Thắng Âm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Trí Quang Phổ Khai Ngộ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Thiện Quán Tập, được Phật ở thế giới đó hiệu là Trì Địa Diệu Quang Vương. Phía trên thế giới Liên Hoa Thắng Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Thiện Quán Tập, thế giới đó có vị phật hiệu là trì diệu